Cảm ơn em. Alo Kim hả? Em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà nè chị, có chuyện gì không chị? Qua đây chị xíu đi, chị có bí mật cho em nè. Đi đâu vậy? Qua đây đi. À, đi qua nhà chị hả hay là đi đâu? Không, qua chỗ này nè, để chị nhắn địa chỉ cho em ha. Ok chị. Nhanh nha. Chị Ngân. Ôi đến hả em? Trời ơi, em tưởng chị dắt em đi đâu bí mật chứ, hóa ra là đi spa hả? Trời ơi, bình tĩnh, tại vì biết sao, hôm nay ở chỗ spa này có cái mặt nạ chị rất thích. Chị hả? Nên muốn dẫn giới thiệu cho em biết đó mà. Mặt nạ. Bởi vì đó là lý do vì sao bởi giờ chị đi quay nhiều nè, hôm nay có thời gian đủ em đi. Đi trải nghiệm với chị nha. Đi chị. Sao rồi Kim, em có thích đi massage mặt không? Chứ chị thích đi lắm á. Em ít khi đi lắm chị, công việc em bận rộn. Mà mỗi lần mà ngày nghỉ á, là em ở nhà luôn, không có đi đâu hết á. Ủa sao vậy, mình phải đi chăm sóc da chứ. Bình thường chị mà nghỉ á, là cuối tuần chị sẽ đi chơi hoặc là đi spa, giúp cho mình thư giãn đầu óc nè. Với lại em biết sao không, chị em mình nó make up nhiều lắm, da dễ bị lão hóa nếu mà mình không có chăm sóc. Đến khi mốt già rồi á, muốn chăm sóc cũng không được đâu nha. Mà cái mặt nạ này có gì đặc biệt không chị? Mặt nạ này hả? Mặt nạ này là em biết không, mặt nạ yến hoàng cung Manai, chiết xuất từ thành phần tự nhiên là yến xào với lại bùn khoáng. Nghe lạ quá chị ha, em chưa có nghe mặt nạ yến hoàng cung bao giờ luôn á. Vì em chưa nghe nên chị mới định giới thiệu cho em biết nè. Em biết không, ở ngoài thị trường có rất nhiều loại mặt nạ, nhưng mà để kiếm được dòng mặt nạ nào hiệu quả với lại hợp với da của mình nó rất là hiếm. Chị từ khi biết mặt nạ yến hoàng cung này là một tuần chị xài 3 lần. Một lần chị xài chỉ có 5 phút thôi là làn da thay đổi liền. Thích thật chị ạ. Mặt nạ này khác với những cái mặt nạ giấy mà em đang dùng á. Đúng rồi đó. Mặt nạ này trong thành phần có bùn khoáng, khi mà em đắp lên da sẽ giúp cho giãn nở lỗ chân lông, hút hết những cái bụi bẩn bã nhờn nè, là những cái chất độc sâu ở bên trong da và lượng dầu thừa trên da, giúp cho da em sạch sâu từ phía bên trong. Và em biết không, thành phần thứ hai của mặt nạ này chính là yến xào. Tinh chất yến xào có trong mặt nạ giúp cho em thẩm thấu sâu và tái tạo làn da của mình nữa. Bây giờ em thử nằm cảm nhận đi, một lát nữa em cho chị biết cảm nhận của em về mặt nạ nha, có thích hay không? Ok chị yêu. Bùn khoáng với là yến xào là tác động kép trong mặt nạ hoàng cung Manaji đó em. Và tiết lộ cho em biết là hồi xưa những thành phần này chỉ có vua chúa mới được xài thôi đó. Chị em mình giống như là công chúa vậy chị ha. Em thấy bùn khô rồi nè chị, mà cái này rửa có nhanh không vậy? Nhanh lắm em ơi, một phút là xong liền hả? Đây cũng là lý do vì sao chị chọn mặt nạ yến hoàng cung Manaji đó. Sao? Hôm nay thấy chị dẫn đi trải nghiệm thấy thế nào? Trời ơi, thích quá chị ơi. Em cảm thấy rất là dễ chịu, mà da em sạch nè, không còn nhờn dính nữa. Cảm thấy mềm mịn và căng lắm chị. Trời ơi, thích quá à. Em biết sao không, mặt nạ Manaji này nè là sản phẩm ứng dụng công nghệ nano collagen. Trời ơi, vừa trắng da, giúp da đàn hồi, tăng sinh collagen, tẩy tế bào chết mà chống lão hóa nữa. Wow. Thậm chí còn một cái tác dụng mà mình rất thích, em biết phụ nữ thích gì không? Thu nhỏ lỗ chân lông. Wow, nhiều tác dụng vậy luôn hả chị? Thích ghê luôn á. Mà lúc nãy lúc mà em đắp mặt nạ, em cảm thấy da của mình nó kéo căng lên vậy nè. Lúc mà nó khô á, trời ơi, căng cái da của em ra mà cái mùi của nó cũng thơm dễ chịu nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Em biết sao không? Một trong những cái điều mà chị thích ở mặt nạ Manaji này nè là vì á, da tự nhiên, da hỗn hợp hay là da dầu mình đều có thể sử dụng được hết. Vì chiết xuất từ thành phần tự nhiên, đó là bùn khoáng và yến xào. Tuyệt vời quá chị ha. Đây, chị có đặt sẵn cho em mấy hộp rồi nè. Đó, chị biết là thế nào em xài xong cũng sẽ thích nên mua sẵn cho em luôn đó. Em cảm ơn chị. Mà lúc nãy chị, em có mấy cái hộp bụng đây nè. Mà sao bây giờ em sớm thấy nó hơi sẹp sẹp rồi á. Sao vậy, coi coi. Đúng không? Đúng rồi đó, nó khô lại kìa. Là do mình đắp cái mặt nạ này á hả? Ừ, chị nghĩ vậy á. Một tuần em chỉ cần đắp khoảng 3 lần thôi là da em sẽ đẹp liền. Wow, tuyệt vời quá chị ha. Vậy là từ nay em sẽ dùng cái sản phẩm này dài dài luôn á. Thúy Ngân đã sử dụng mặt nạ yến Manaji một cách hiệu quả. Còn bạn thì sao? Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình bằng cách trải nghiệm mặt nạ yến hoàng cung trên hệ thống chính hãng của F99 nha.